Ta-da, ghẹ xanh đã vào mùa rồi các bạn ơi. Trên tay mình đang cầm hai em ghẹ rất là khủng bố luôn nè. Hiện đang vào mùa ghẹ xanh nên ghẹ rất là săn chắc và ngọt thịt. Các bạn thấy nè, nó đang sống rất là khỏe luôn á. Hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn một mẹo để khi các bạn đi mua ghẹ tránh trường hợp mua phải hàng ngợp, hàng yếu. Là khi mình đi mua ghẹ, mình coi cái mái chèo của nó hoặc là cái chân sau này nè, nó có quẩy nhiệt tình không? Nếu mà nó quẩy nhiệt tình như vậy nè thì nó đang sống rất là khỏe, còn không là nó ngủm củ tỏi rồi á. Mà đặc biệt tại hải sản lọc hiện ghẹ xanh đang về nhập hồ luôn với mức giá cực kỳ ưu đãi. Ngoài ra tại hải sản lọc còn có chính sách đổi trả cực kỳ minh bạch dành cho khách hàng, nên các bạn có thể tự tin mua sản phẩm của chúng tôi mà không lo về chất lượng. Trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm mua hàng, nếu quý khách hàng phát hiện sản phẩm gặp vấn đề gì như ghẹ bị ốp, vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng cùng với hóa đơn mua hàng, nhân viên sẽ đánh giá và xem xét thực hiện đổi trả một đổi một. Hải sản lọc bao ngon bao ghẻ.